Giới thiệu Infiniti QX80 hoàn toàn mới, định nghĩa lại sự sang trọng và thiết kế. Infiniti QX80 đời 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đổi mới ô tô, đại diện cho đỉnh cao của triết lý thiết kế và trình độ tay nghề thủ công của Infiniti. Là mẫu xe đầu tiên thể hiện sự phát triển mới nhất của thương hiệu trong thiết kế, được gọi là nghệ thuật trong chuyển động, QX80 đặt ra tiêu chuẩn mới cho những chiếc SUV hạng sang, kết hợp hoàn hảo công nghệ tiên tiến với vật liệu tinh tế và sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. QX80 toát lên vẻ tự tin với dáng vẻ táo bạo và đầy uy quyền, đặc trưng bởi những đường nét khỏe khoắn và tỉ lệ rõ ràng. Kiểu dáng chống nêm của nó, nổi bật với mui xe dài, gần như phẳng và các đường gân sắc nét, gợi lên cảm giác năng động và chuyển động mượt mà, thách thức kích thước của chiếc xe bằng cảm giác nhanh nhẹn. Đi đầu trong thiết kế của QX80 là phiên bản mới nhất của lưới tản nhiệt vòm đôi đặc trưng của Infiniti. Lấy cảm hứng từ hình dạng hữu cơ của rừng tre, thiết kế lưới tản nhiệt này gợi lên trải nghiệm lái mạnh mẽ và đầy uy lực của chiếc xe, tạo nên sự khác biệt trên đường. Các bộ phận chiếu sáng được bố trí chính xác xác định sự hiện diện mạnh mẽ của QX80 trên đường. Đèn chạy ban ngày LED, phím đàn piano kỹ thuật số, hẹp và các lỗ thông gió kín đáo ở bảng điều khiển phía trước không chỉ nâng cao hiệu suất khí động học của xe mà còn góp phần tạo nên vẻ ngoài ấn tượng cho xe. Chủ đề thiết kế tối giản và đẹp mắt của QX80 tiếp tục được thể hiện trong cấu hình của nó, với tay nắm cửa phẳng tự động hiển thị khi mở khóa, mang lại vẻ ngoài gọn gàng và sạch sẽ hơn. Các đường nét hài hòa tạo thêm chiều sâu và nét đặc trưng, trong khi các trụ cửa màu đen góp phần tạo nên vẻ thẩm mỹ tổng thể bóng bẩy hơn. Ở phía sau, bộ phận chiếu sáng LED có chiều rộng tối đa thu hút sự chú ý với thiết kế phân đoạn và hình dáng cong, lấy cảm hứng từ sự phản chiếu yên tĩnh của ánh sáng trên mặt nước. Với hơn 300 đèn LED và lớp sơn màu khói, những chiếc đèn này chiếu sáng với màu đỏ rực rỡ, tăng thêm nét tinh tế cho thiết kế phía sau của QX80. QX80 hoàn toàn mới có 7 màu sơn thân xe nổi bật, bao gồm cả tấm ốp trần, Dynamic Metal, màu Infiniti mới được thiết kế để mang lại cảm giác kim loại lỏng làm nổi bật bề mặt thân xe. Với màu sắc thay đổi đáng kể dựa trên góc nhìn, màu này thể hiện đặc tính năng động và biểu cảm của QX80. Bước vào bên trong Infiniti QX80 hoàn toàn mới, bạn sẽ khám phá nội thất kết hợp hoàn hảo giữa nghề thủ công Nhật Bản với công nghệ tiên tiến, thể hiện nguyên tắc Miyabi, một khái niệm bắt nguồn từ văn hóa thủ công Kyoto. Chất liệu mềm mại, nội thất sang trọng và công nghệ tiên tiến hội tụ để tạo nên một bầu không khí sang trọng tinh tế và sự thoải mái vô song. Nội thất của QX80 là minh chứng cho sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, với chất liệu mềm mại tô điểm cho mọi bề mặt. Lấy cảm hứng từ văn hóa thủ công Kyoto, nội thất có nhiều lớp vật liệu mềm mại được đặt tỉ mỉ trên bất kỳ bộ phận cứng nào, đảm bảo sự thoải mái tối đa cho hành khách. Các chi tiết bằng da, đồ trang trí bằng gỗ, da lộn và các điểm nhấn bằng kim loại càng nâng cao bầu không khí cao cấp, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Trọng tâm của nội thất QX80 là một loạt công nghệ tinh vi được tích hợp liền mạch vào cabin. Bảng điều khiển tự hào có hai màn hình 14,3 inch, mang đến trải nghiệm tùy chỉnh cho người lái. Với 3 chế độ xem, cổ điển, thanh lịch và nâng cao, đồng hồ đo có thể định cấu hình cung cấp thông tin cần thiết trong nháy mắt, được điều khiển dễ dàng thông qua bánh xe chạy bộ được bố trí hợp lý. Ngoài ra, màn hình Infiniti InTouch thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ở giữa có tính năng tích hợp sẵn của Google, cho phép điều hướng liền mạch và truy cập vào các ứng dụng yêu thích thông qua Google Play. Việc đưa vào trợ lý Google càng nâng cao sự tiện lợi, cho phép các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để điều hướng và hơn thế nữa. QX80 ưu tiên sự thuận tiện cho người lái và hành khách với hệ thống điều khiển trực quan và các tính năng cải tiến. Một màn hình cảm ứng 9 inch riêng biệt được gắn bên dưới màn hình thông tin giải trí giúp truy cập thuận tiện vào các chức năng điều hòa, thao tác sưởi, làm mát ghế và lựa chọn chế độ lái. Phản hồi xúc giác đảm bảo tương tác chính xác với các yếu tố trên màn hình, nâng cao trải nghiệm người dùng. Trong khi đó, các nút bấm kiểu dáng đẹp để điều khiển hộp số sẽ tối ưu hóa không gian và chức năng. Nâng cao bầu không khí hơn nữa, QX80 cung cấp hệ thống chiếu sáng xung quanh được cá nhân hóa với 64 tùy chọn màu sắc, tạo ra bầu không khí có thể tùy chỉnh trong cabin. Cổng USB Type-C được bố trí ở mọi hàng ghế, đảm bảo sạc nhanh cho các thiết bị. Để thuận tiện hơn,
Hộp làm mát ở bảng điều khiển trung tâm giúp giữ lạnh đồ uống trong suốt hành trình dài, nâng cao sự thoải mái tổng thể cho người ngồi trong xe. Động cơ và tính năng an toàn của Infiniti QX80 năm 2025 là những điểm đáng chú ý. Động cơ QX80 được trang bị động cơ pin turbocharged 3.5 lít nhỏ như của Toyota đang trang bị trên Lexus LX và Land Cruiser LC300 mạnh mẽ, sản sinh công suất 450 mã lực và mô men xoắn. Điều này mang lại sức mạnh hơn của Toyota cụ thể. Land Cruiser và Lexus LS600 được trang bị khối động cơ máy xăng V6 dung tích 3.5 lít tăng áp kép, cho công suất lên tới 409 mã lực và mô men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ của QX80 đầy đủ cho mọi tình huống lái xe, từ lái trên đường cao tốc đến kéo nhẹ hoặc vượt qua địa hình khó khăn. Hộp số tự động 9 cấp của QX80 có giải tỷ số rộng hơn 40% so với thế hệ trước, giúp cải thiện khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu trong khi lái trên đường cao tốc. QX80 trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tự động ProPilot Assist, cho phép lái xe trên đường cao tốc mà không cần giữ tay trên vô lăng. Ngoài ra, nó còn tích hợp nhiều tính năng an toàn như cảnh báo va chạm, phanh tự động, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường, giúp tăng cường sự an toàn và tự tin khi lái xe. QX80 được trang bị hệ thống treo khí điện tử và hệ thống treo Dynamic Digital Suspension, cùng với khung gầm cứng cáp và hệ thống lái điện, giúp cải thiện khả năng vận hành và kiểm soát của xe trên mọi loại địa hình và điều kiện lái. Infiniti QX80 năm 2025 được cung cấp trong 4 phiên bản khác nhau để phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng khách hàng. QE, phiên bản cơ bản nhất với các tính năng tiêu chuẩn như động cơ twin turbocharged 3.5L, màn hình Infiniti InTouch thương hiệu đã đăng ký bảo hộ kép 14.3 inch, hệ thống âm thanh premium của clip thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, và nhiều tính năng an toàn như cảnh báo va chạm, phanh tự động và cảnh báo điểm mù. Lux nâng cấp lên từ phiên bản QE với thêm các tính năng như hệ thống treo điện tử, ghế phía trước và phía sau có thể điều chỉnh nhiệt độ, và màn hình hiển thị trên kính trải dạng head-up display. Sensory, bản nâng cấp tiếp theo với các tính năng cao cấp như ghế phía trước có chế độ massage, ghế thứ hai có chức năng massage, hệ thống giải trí audio clip thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 24 loa, và hệ thống hỗ trợ lái xe tự động ProPilot Assist 2.1. AUTOGRAPS, phiên bản cao cấp nhất với các tính năng sang trọng như ghế bọc da semi-anilin cho cả 3 hàng ghế, chiếu sáng nội thất cá nhân hóa với 64 màu sắc, và hệ thống camera nội thất. Giá cả của Infiniti QX80 năm 2025 bắt đầu từ $82,450 cho phiên bản QAWD và lên đến $110,595 cho phiên bản AUTOGRAPS 4WD. Điều này cho thấy QX80 cung cấp nhiều tùy chọn để người mua có thể chọn lựa theo nhu cầu và ngân sách của họ.